Chào cả nhà nha. Bữa nay chơi SH xe thùng luôn. Xe thùng không có bánh xe luôn à, đúng chắc xe thùng. Con này đầu máy em quên rồi anh Dũng. 3 cây 1, cây 4. 1 1 1 4. Đầu 1 1 1 4 nha cả nhà. Xe thùng. Ủa 1 1 1 4 này là đài máy ta? Cuối 212 à. Đây, chi tiết xe thì chắc cỡ khoảng chiều hoặc ngày mai thì em sẽ đăng lên YouTube sau cho cả nhà nha. Đây. Xe mới mà. Quá đẹp. Màu trắng quá đẹp. Lần đầu tiên gặp được chiếc SH đập thùng. Ủa xe này đời mới là xe này chạy con bánh hay không? Hả? Sao nữa? Chạy bên đó vậy cũng không gặp xe này mua về là nó có con bánh vậy đó hả? Ờ xe đời mới có con bánh anh. Ủa con này đời cũ chứ. Này đời 212 nè. Ủa nó còn đời nào nữa không ta? Còn hết luôn hả? Hết cơ hết đời luôn hả? 114. 1114 luôn nè. Bình thường là 3 cây gậy là anh em thấy nó cao rồi đó. Còn này nó 114 luôn. Xe quá đẹp. Nói chung là xe mới rồi thì mình quay cho anh em sơ sơ cho anh em xem thôi. Chứ còn cũng đâu có cái chi tiết nào mình để review cụ thể đâu. Đây. Đó. Nói chung xe mới thì cái nào cũng mới, đâu còn gì để mình review đâu. Này, đây quay cho anh em tham khảo nha. Xe thì có bán khi được giá luôn. Anh em nào mình xe có mình chưa tra chìa khóa vô ổ luôn. Chưa gắn chìa khóa vô luôn hả? Niêm phong lại luôn anh. Ủa cái này anh làm gì nữa? Bọc này bọc đâm mà. Đâm à. Cho mình giữ cho nó đẹp chút xíu. Giờ mình muốn chạy mình gắn cái bánh xe vô là chạy thôi chứ đúng không? Bánh xe này đầy đủ chạy con bánh nè. Vậy hả? Chạy con bánh màu à hả? Vậy là này. Đi tìm ra thử nha. Thử à. Ừ. Hay vậy anh, hay vậy đó. Thủ thương sửa mua hết, sợ lính nó không có xe chạy sửa mua xô đập thùng cho lính chạy. Trời ơi, cái ghê rồi đó. Qua nghe nói chơi chơi rồi nè, uống 3 xe thử nữa. Ủa, rồi bán xe chừng nào chuyển đủ tiền mới đưa cái bánh xe thêm hả? Chứ không thôi là đâu đưa bánh xe đâu hả? Chừng nào đủ tiền mới đưa thêm bánh nữa, còn không để gì đó, để gì chơi vậy đó. Rồi, quay clip ngắn cho anh em tham khảo vậy thôi nha. Rồi anh em nào có nhu cầu mua đó thì cứ alo trực tiếp số điện thoại 0939080609 nha. Địa chỉ cửa hàng là số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà.